Dạ hai đứa. Chị ngồi đi chị. Chào chị. Cảm ơn em. Em lấy nước cho chị nha. Ủa, ăn mì hả? Dạ. Nếu chị không ngại á, chị có thể ăn chung với em cũng được. Chị không biết ngại là cái gì đâu, mà chị ăn chút xíu thôi. Ăn một tô luôn đi chị. Cảm ơn em. Chị ơi, chị uống nước đi chị. Cảm ơn em. Sao hai người đi chung vậy? Hồi nãy em qua nhà chị mi chơi. Ủa, hai người thân với nhau từ lúc nào vậy? Thân hồi nào anh hỏi chi, đừng như chuyện. Chị ơi, đúc em miếng nha. Ngon. Dạ rất ngon. Chị ơi, hồi chị dạy xong chị qua phòng em chơi nha. Ok, bye bye chị. Bye bye em. Nếu chị không ngại có thể ăn hết gì hết nữa. Thôi, em biết tính chị mà. Chị ăn miếng thôi. Chị ăn đi. Em không ăn hả? Dạ thôi chị ơi. Sao vậy? Em không có thích xào lách. Mà sao không thích? Chị thấy ngon mà, ăn đi. Dạ thôi em ăn đâu chị. Sao vậy? Ngon mà. Tại vì á, em có một kỷ niệm không vui về món xà lách này. Cũng vì chuyện này á, em định nói cho chị một chuyện. Chuyện gì? Thật sự á, em không muốn nhiều chuyện đâu. Nhưng mà em thấy chị đáng thương quá, em phải kể chuyện cho chị nghe thôi. Chuyện gì? Em nghĩ á, là chị không nên gần gũi với Lâm Chi nữa. Sao vậy? Như vậy sẽ tốt cho chị hơn. Tại sao? Trời ơi, chị biết không? Chị á, đang thân thiết với Lâm Chi lắm đúng không? Mà em thấy như vậy á, có nghĩa là chị đang leo lên lưng cọp đó. Lưng cọp hả? Phải. Chị đừng có thấy á, Lâm Chi tội nghiệp, không có ai chơi, còn chị chơi với nó. Thiệt sự á, Lâm Chi là một cô bé cực kỳ nguy hiểm luôn đó chị. Nguy hiểm hả? Dạ. Chắc chị không biết con bé Lâm Chi, nó chia loại người trên thế gian thành hai loại người hả? Nếu không phải là bạn thì sẽ là kẻ thù, sẽ là đồ đáng ghét, chứ không có chuyện nhập nhằn ở chính giữa đâu chị. Mà chị à, chị với Lâm Chi á, thân thiết, đối xử tốt với nhau như vậy, chỉ cần á, chị mắc một sai sót nhỏ xíu xì xiu thôi, chắc chắn á, con bé sẽ xem chị là đồ đáng ghét, xem chị là kẻ thù. Trong khoảng thời gian đó, chắc chắn con bé nó sẽ khủng bố chị. Khủng bố luôn hả? Phải. Cho dù là bạn thân có đối xử tốt với nhau đi nữa. Ủa mà quên nữa, con bé có cho chị coi găng cửa đã nhổ của nó chưa? Rồi, cho coi rồi á. Thôi chết. Như vậy á, là con bé đã xem chị là bạn thân thiết rồi đó. Em nghĩ á, tốt nhất á, chị nên tránh xa nó đi. Kẻo mất công á, để lại hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó không tốt đâu. Chị sẽ trở thành kẻ thù, trở thành đồ đáng ghét, và chị sẽ bị khủng bố. Nhưng mà sao em biết chuyện đó vậy? Bởi vì em là người đầu tiên được nó cho coi găng cửa đã nhổ của nó. Chị ơi, chị thích ăn hạnh nhân không? Ừ, cũng thích. Chị chờ em xíu nha. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Giòn ngon ghê luôn á. Nhưng mà Lâm Chi ơi, tới giờ chị phải về đó. Về nha. Ờ khoan, chị chờ em xíu đi. Chị ăn thêm một viên hạnh nhân nữa được không? Tại vì em cũng muốn ăn thêm một viên sô-cô-la nữa. Nè, hạnh nhân nè, chị ăn đi. Là nãy giờ hai cái kia chị mới vừa ăn là em cũng làm thao tác y như vậy hả? Dạ đúng rồi, tại vì em chỉ thích ăn sô-cô-la thôi, hạnh nhân em không thích ăn. Sao mới dơ quá vậy? Chị nói ai dơ? Em đó, nãy giờ chị có tưởng là em đưa cái đồ ăn mới là chị ăn không à? Em nghĩ sao mà em bỏ vô miệng nhanh nước miếng em đưa chị ăn hả? Tôi dơ hả? Dơ quá luôn á. Bạn bè với nhau mà dơ. Bạn là bạn nhưng mà em làm vậy là dơ quá, ai mà chịu nổi. Chị em đây cái đồ đáng ghét. Chị biết là không tôi nhanh lên, tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi không muốn gặp chị nữa. Đồ đáng ghét. Chị bị loại khỏi danh sách.
không có móc về. Ờ vui bạn. Đây là bạn của con. Ủa ai đây con? Nó tên là Kiều Quang. Về à? Về con chào ông. Ờ chào em. Em chào anh. Em của mình á. Ừ. Anh ơi, răng của em nè. Wow. Vậy tại sao em lại trở thành đồ đáng ghét? Anh ơi, anh ăn xoài đi, ăn càng cay càng ngon. Cảm ơn em nha, anh không ăn cay đâu. Ồ, vậy hả? Ủa mà anh đi sao vậy? À, tại vì anh đang bị đau dạ dày. Anh nghĩ lúc này không thích hợp để ăn cay đâu. Vậy em, vậy anh đợi em xíu nha. Cay quá. Anh ăn em. Em mới làm cái gì vậy? Chỉ cần dính miếng. Ngăn ăn đi. Anh nghĩ là món này nó không đạt chuẩn vệ sinh đâu. Anh nghĩ là anh không ăn đâu. Cảm ơn em nha. Cái đồ đáng ghét. Bị loại khỏi danh sách. Vô đây, vô đây. Con chào ông. Cứ ơi, tự nhiên không có khách sáo nha. Người tới rồi. Ừ. Ủa? Liệu vô chào đây. Mọi người. Chào mọi người nha. Trời ơi, ngưỡng ngang. Làm gì? Làm chi? Hổn con. Thật ngại quá à. Trễ rồi mà còn làm phiền mọi người nữa. Dạ có gì đâu cô, người trong nhà không. Ờ đúng rồi đó, bà cứ coi như là nhà của bà được rồi ha. Bà, vậy tối nay nhà mình ngủ sao đây? Em ngủ gì cũng khỏi. Hả? Đương nhiên là anh với em ngủ chung. Ba cô Liễu ngủ chung. Tầm bị tầm bạ không. Thiệt tình. Bây giờ không ngon thì tùy con tính thôi. Con tính vậy nha. Tối nay á anh Ngọc qua phòng ba ngủ, cô Liễu ngủ với con. Vậy được không ba? Được đó. Không được, không được. Bà Liễu sẽ ngủ với con. Ôi, làm như thân với bà lắm vậy đó. Thì đúng rồi, con với bà thân thiết lắm mà. Đúng không bà? Phải đó. Tối nay á bà qua ngủ ké phòng con nha. Khách sạn phòng Lam Chi xin được hân hạnh phục vụ. Dạ. Vô đi. Dạ em chào bà. Chào con. Cái phòng này thì nó ở trên lầu, cho nên lên xuống nó hơi khó khăn chút. Không sao đâu ông. Công nhận nha, phòng của bé Lam Chi dễ thương quá trời luôn đó. Nè Lam Chi, tiếp bà đàng hoàng nghe con. Dạ ông yên tâm, con sẽ phục vụ tận tình. Rồi xong rồi đó. Tôi còn đây. Bà ơi, phải chi ngày nào bà cũng chơi với con thì vui biết mấy bà ha. Ủa, sao vậy? Tại con rất thích chơi với bà, vì bà là một người xinh đẹp, nhân hậu. Chơi với bà con thấy cuộc sống này càng ý nghĩa thêm. Con nói đúng rồi đó, bà cũng rất là thích chơi với con. Biết đâu được sau này chúng ta sẽ là người cùng chung một nhà đó. Thiệt hả bà? Ừ. Vậy bây giờ chúng ta chính thức làm bạn tốt nha. Làm bạn tốt của nhau hả? Được. Bạn tốt nha. Dạ. Ý con là không phải bạn tốt thường mà là bạn tốt thân. Bạn tốt thân là sao? Bà chờ con xíu nha. Ờ. Cái này á chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Cái gì vậy? Cho bà coi đi. Chờ con xíu. Bà xe tới đây. Được. Gì mà y bí ẩn dữ vậy? Bà coi nha. Dạ. Thứ này chỉ có bạn tốt thân mới được thấy thôi đó nha. Bà biết rồi. Bà mở ra nha. Dạ. Đây không phải là cái răng sao hả? Dạ đúng rồi. Răng của con mới nhỏ năm ngoái á. Giờ con mọc răng mới rồi. Ôi trời ơi. Con giữ cái răng này lại làm gì vậy? Bà không thấy nó đẹp sao? Đẹp cái gì mà đẹp. Chỉ là cái răng thôi mà. Bà ơi, bà ăn hạnh nhân không bà?
Còn có hạnh nhân hả? Có, dạ. Bà muốn ăn, lấy cho bà đi. Nè, bà ăn đi bà. Cảm ơn làm chị dễ thương của bà. Công nhận nha, hạnh nhân của con á, ngon hơn hạnh nhân bình thường đó. Thiệt hả bà? Ừ. Rồi, bà ăn nữa không bà? Còn nữa hả? Làm thì sẽ có thôi mà. Con nói cứ như là con tự làm ra vậy. Nè, con đang làm gì vậy? Bà gỡ con thiếu nè. Còn dính miếng nè. Bà ăn đi bà. Hạnh nhân mà con đưa cho bà ăn là cái, mấy cái hạnh nhân mà con làm theo kiểu này đó hả? Dạ đúng rồi. Mình là bạn bè mà bà. Có gì đâu. Dơ quá. Cái con nhỏ này, con làm cái gì kỳ vậy hả? Bà nói con dơ hả? Phải đó, dơ quá trời dơ luôn à. Bạn tốt thân với nhau mà dơ hả? Tốt thì tốt chứ, dơ quá trời quá đất đi. Bà đúng là cái nợ đang ghét. Con nhỏ này, con vừa nói ai đang ghét hả? Sao? Sao bà dám nhéo con hả? Bà nghĩ bà là ai? Còn dám lớn tiếng với bà nữa hả? Lớn tiếng thì sao? Thì sao? Nè, con mà còn hỗn với bà một lần nữa, bà đánh đồn con cho coi. Sao bà nhéo con hoài vậy? Trời ơi, cái con nhỏ này đã làm sai mà còn dám hỗn với người lớn sao? Nè, con dám ăn sô-cô-la, nhả hạnh nhân ra cho bà ăn mà còn thấy dơ hả? Không thấy dơ. Con không thấy dơ, nhưng mà bà thấy dơ. Một chút nào. Được, không dơ phải không? Không dơ. Để bà làm cho con ăn. Bà đang làm gì vậy? Lúc nãy con nói là không dơ mà. Để bà làm cho con ăn. Nè, rồi đó, ăn đi. Không. Con ăn đi. Dơ vậy, ngu sao ăn? Con vừa nói là không dơ mà, hả? Ăn đi. Không. Con chỉ nói là nút miếng của con không có dơ thôi, chứ con đâu có nói là nút miếng bà không dơ đâu. Bà cũng nói là nút miếng của bà rất là sạch, không dơ. Con ăn đi, ăn đi. Bà đúng là cái đồ đáng ghét. Và tao sẽ nhất danh đây. Được, con đó, con cũng là cái đồ xấu xí nhất trên đời. Đúng là đồ đáng ghét mà. Bà đúng là cái đồ xấu xí. Nghe. Vừa xấu xí vừa đáng ghét. Con cũng là đồ xấu xí. Đáng ghét. Nhưng nhất trên đời. Cái đầu đáng ghét. Thôi, được rồi. Vậy thì bà mau đi ra ngoài. Bước ra ngoài. Cái gì? Con đuổi bà hả? Lấy tư cách gì mà đuổi? Bà được mời vào đây mà. Nhưng mà bây giờ con muốn bà đi ra ngoài. Ủa, con tưởng là chỉ mình con biết la sao? Hả? Ba cũng biết la vậy? Ra ngoài!